Giữ thiệt, giữ giữ thiệt. Ê, cái này cái miệng, cái này cái miệng nói là nhà là khổ cha, vừa phải thôi. Nói hồi hồi đó thì hỏi với nói chuyện với ông lính hải quân ấy. Xóm tôi gần mấy ông lính hải quân ấy. Hỏi chứ bác ơi, bác có người con, bác có mấy người con. Nói là bây giờ muốn hỏi như vậy thì phải hỏi ở cái tỉnh nào, để mỗi tỉnh mình có mỗi tỉnh mình có một vài đứa con. À đấy, mình nghĩ, mình khi mà mình nghĩ ra cái điều mà người Đại Hàn, người người Hàn Quốc họ có thêm chút can đảm khi họ đối diện, mình nghĩ mình rất là mừng. Thì nó có rất nhiều lý do, nhưng mà tôi cùng người tôi bình dân, người tôi chỉ nghĩ là nhờ 100.000 cô dâu ở Việt Nam, ở Đại Hàn làm cho chúng nó, làm cho họ có cái tự tin can đảm hơn. Hiểu Họ rồi, mới dám học nói được những điều đó. những Họ bài đã học học của được, Việt Nam, đúng họ đã rồi học được và họ đã biết đúng những cái rồi. điều rất là căn bản của Việt Nam, và họ đã áp dụng, học xong họ đã áp dụng. Ok. Mình rất là mừng. Mình nghĩ là nhờ nhờ từ đây đó làm Việt Nam và Hàn Quốc sẽ gắn bó nhiều hơn, tại vì thực sự cho mình với Việt Nam, mình với Hàn Quốc là trong trong tất cả bao nhiêu nó quốc gia lớn khổng lồ như vậy đó, mình với người Hàn Quốc là rất là gần Thôi, đây. trong thời kỳ Mình chiến hòa tranh này, bình thì rất. sau khi thời chiến tranh này, thì cái người Hàn Quốc và Việt Nam thì cũng gây ra một số tội ác, cái điều đó thì mình nói rồi, họ không 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 nhắc lại nữa. Đúng. Nhưng mà mình cũng phải xác nhận là cái điều là Đúng. khi những người mà cựu chiến binh Hàn Quốc hay là người dân Hàn Quốc chứ ra dựng một cái tượng đài ở đâu ở đâu ở ngoài Trung á, thì để Ok. làm lễ rồi xong cũng thành cúi đầu xin lỗi gì đó, cái điều đó là người Hàn Quốc đã làm rồi, tôi xác nhận có. Cựu chiến binh Mỹ thì tới cái gì Sơn Tịnh Mỹ Lai làm rồi, có, ok, cái điều xác nhận. Nhưng mà mình cảm thấy là đối với người Mỹ thì mình không gọi là không có gắn bó cho lắm, nhưng mà đối với người Hàn Quốc theo anh lời nói á, trong cái bộ sậu lãnh đạo của người Hàn Quốc mà ngay bây giờ mình biết á, anh này Nguyễn Thanh Tuấn mới nói ra, thì cái ông cứ ông gì Bun Bun gì đó là coi như là cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, là họ dòng họ Phan, còn họ Lý thì có Ban Ki-moon, còn một cái ông nữa Ki-moon. lại thì mình không biết, bây giờ mới biết phát ra. Mình hy vọng là cái điều này nó xảy ra và với một cái chiều hướng tốt đẹp, là bởi vì dù muốn hay dù không cũng là ruột thịt rồi, nếu không phát giác ra thì thôi, mà phát giác là cũng như ruột thịt rồi, anh thấy rõ ràng không đó, thì hy vọng là nó sẽ Đúng. không còn cái chuyện gì vậy. Và thì thế thôi, giờ bởi vì tôi mới hiểu rồi đó, câu anh nói là mẹ Việt Nam là mẹ của Hàn Quốc thì đúng rồi. Ồ, mẹ ra sanh con mấy trăm đứa nó qua bên đó, nó lấy chồng lấy vợ đẻ con đẻ cháu, rồi bây giờ coi như nhưng mà bây giờ có cơ vụ là kêu mà Hàn Quốc nhí rồi biết đâu Hàn Quốc nhí lên làm tổng thống Hàn Quốc thì sao, đi đâu mới được, đúng không? Rồi lúc đó là Việt Nam mình ấy hấp dơ chiêu bài miễn tử rồi, ê mày về mình đầu quân của tao đi, tao tha thứ đầu xong rồi đi về sao, ai biết được, cái chuyện đó là cái chuyện kìa mà. Thì Tôi nghĩ là người rồi thế là tất anh nhiên nói đi. là cái ông mà tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm bây giờ đó mà chạy trốn bà bên Nancy Pelosi thì chắc lẽ là mấy ông cha Việt Nam bật báo, ê trốn đi mày đúng không, là chạy trốn thôi. Rồi cái còn có vấn đề nữa mà anh hồi nãy mới nói với tôi là anh nói là cái bà Nancy Pelosi qua ngay từ cái bàn bưu điếm, mà cái bàn bưu điếm nó không còn gì nữa cả, có nghĩa là bưng này. Anh cho anh nói cái điều đó cho tôi nghe thử coi. Thì khi bà Nancy Pelosi bà đến Hàn Quốc thì bà cũng gặp, không có gặp cái làm cái chuyện gì, các cái bà mới đi thì tất cả mọi Rồi, người chỗ đều đúng đến bàn rồi, bưu chỗ điếm, quan tại cái trọng chỗ cửa đó là khẩu một của nơi hai rất là bên, quan đúng trọng, rồi, quan trọng lắm. họp hành cái Nên gì là đó tôi ở đó biết. mình nói chuyện cuối cùng mà ngay đó. Nhưng mà khi mà bà đến như vậy thì bên Mỹ này thì vẫn còn lính, nhưng mà bên kia cái biên giới đó là không còn ai nữa rồi, Rút tại về người 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 Triều Tiên, lính Triều Tiên họ đã rút về, mà tại vì họ nói là ở gần đây rồi sợ lây bệnh. Thì khi mà họ rút một cách hoàn toàn về 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 phía sau, về phía bắc ấy, thì nguyên những cái đồ nào đó là đâu có ai làm cỏ đâu, là cứ thế mà cỏ nó mọc um tùm, nhìn nó thấy thảm hết ra. rồi xem Họ cứ để như vậy, mà bà đứng ở đó, mà tôi coi tấm hình của bà đứng nói chuyện thì lính của Hàn Quốc vẫn còn ở đó, lính Mỹ vẫn còn ở đó, nhưng mà bên kia không chẳng có ai cả, mà nhìn cái con sát đường nó sơ
tiêu điều cái xác sơ thấy tội nghiệp, tội nhưng nghiệp, mà đến đó làm cái gì tội nghiệp cho bà. Thì đến nó như là chỉ với cộng sản chứ đôi là không biết, thì đến thăm thăm quân đội, thăm 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 lính Mỹ ở đó, tại vì ở đó có lực lượng quân đội Hoa Kỳ với lực lượng Đại Hàn họ đóng quân chung với nhau đấy. Thì bà đến bà nói chuyện với chính, lính tráng ở đó thì chụp hình, nhưng mà nó xui cho bà, nó cũng buồn tội nghiệp đó là bên kia họ rút quân hết rồi, đâu có ai đâu. Có ngày giống kiểu như cái này kêu bằng kêu Việt Nam gọi là kêu tự sướng á, tự sướng á, cái là mình lấy hình mình rồi tự động mình chụp hình mình, đại khái là tự sướng á, đại thôi, đại khái là vậy. Đại khái nhìn tấm hình chụp chứ tội nghiệp, thế tội nghiệp thật đó. Thì đó đó là cái sự mà từ cái chuyện ông Đại Hàn, ông tổng thống Đại Hàn không tiếp, rồi đến cái chuyện bạn Nancy Pelosi đến bàn muốn điếm mà nhìn nó tiêu điều như vậy thì không hiểu. Mình nghĩ đây là đất Mỹ bây giờ họ đang chính trị Hoa Kỳ họ đang thay đổi những cái gì mà rất là căn bản, mình không có biết, chỉ khi nào nó xảy ra thì mình biết vậy thôi. Ok, thì đó là cái câu chuyện của mình muốn nói với anh ngày hôm nay, nhân chuyện của Hàn Quốc với Việt Nam. Mà có thấy như vậy thì mình mới thấy là mình rất là mừng, anh mình rất là may mắn. Việt Nam bây giờ là tiếng nói là nói cái gì là đồng bào nghe, nói cái gì nói không tất nhiên là cái tiếng nói của người Việt cô cái mà nó khác, nó nói một cách nó nôm na như vậy, tiếng nói của đất nước Việt Nam mình về nó có trọng lượng, nó trọng lượng thì đó, thế thôi, mình chỉ nói ngắn gọn nhẹ rồi thôi, bình thường chứ không phải nói mà để mà bưng qua nói cho gió thoát mây mây bay hiểu giống kiểu rồi. Anh còn cần gì để chia sẻ không, có tin tức gì chủ Nga với lại Ukraine gì không, hay là có gì nóng nóng ở Mỹ không? Tôi về bên này tôi ấy quá, ê ngày hôm qua gần chỗ tôi đọc báo tôi thấy ở Minnesota ngay chỗ Camo America nó xả súng ở chỗ anh. Ô ghê thiệt. Nhà tôi chở anh đi ra tới, tôi chở anh đi qua 5 phút. Có từ sân bay về tới nhà tôi có 5 phút, từ lên Mo America 5 phút. Trời ơi, tôi cũng teo teo. Tôi thì tôi hỏi quỷ kia ở trên Bình Quỳnh ở đó là cũng ở đó, nó hỏi trời ơi không biết gì xảy ra, nhưng mà cái điều nó tiểu bang mình từ xưa thì nó hiền lắm, nói chung là hiền, không có biến động nhiều, nhưng mà mỗi lần nó biến động là chết. Anh nhớ là Mỹ da đen mà nó chết trong ở Việt Nam mình, nó làm y sao năm ngoái không, năm ngoái năm 2019 mà nó quậy tưng sự bừng không, thì đó khổ quá. Mình nhiều khi mình biết đầu ôi anh ơi, sao mà người Mỹ anh có đúng rồi. Súng ống nhiều quá thì giống như rồi, nhắc lại hồi sáng thì cái thằng Việt Tông nó nói đó là cái quả báo, đó là ơi cái bài mà thằng thơ quan đó nó đọc lại ra bài đó rất là hay, đó là cái quả báo mà nước Mỹ đã gánh, mặc dù là mình không tin, tôi vô thần tôi không có tin, nhưng mà cái bài này viết hay thì tôi chấp nhận, tôi đúng là cái câu cũng khá là hay, cho nên vì đó thì mình nói bữa nay là khịa, mà thứ nhất là khịa là bởi vì tôi mới hết bệnh, tôi buồn, tôi bực mình quá, tôi gặp ông cà khịa đó, sáng khịa cà khịa trưa rồi, thì chủ yếu là cà khịa mà. Mà đúng rồi, có gì đâu, cà khịa đâu có nói gì sai đâu mà lo. Rồi sẵn đây thì mình cũng lên nói một vài câu cho nó. Người xưa mình thường nấu, có một cái nói một cái câu danh. Cái gì gọi là lời nói thì không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Anh có thể khác chính kiến với tôi, anh cũng có thể là cái chuyện qua cái chủ trương anh khác chủ trương của tôi, nhưng mà anh lên phản biệt thì anh phải có một trình độ kiến thức nó tối thiểu, anh hiểu tôi nói không? Nhắc lại cái chuyện mà anh Đức hồi sáng đó, tôi rất là bực anh Đức, nhưng mà cái điều thôi kệ chuyện của anh, bởi vì sao anh với tôi bởi cái đường đi của anh khác đường đi tôi. Tôi không làm YouTube, tôi không làm chính trị, tôi không phe nhóm, tôi không đảng này, tôi không đảng kia, và tôi lấy cặp con mắt người dân của tôi đo. Thì đúng ra là anh Đức không nên nói chuyện với cái anh cha mất dạy đó, là bởi vì né tránh. Hôm nay anh mời tôi mà bữa nay tôi nói chuyện với ai, có thể là kỹ sương kỹ sư Phan thì mẹ gì toàn là đại cái rồi tiến sĩ gì đó, ok làm được, mẹ thằng dốt đặt cắn mai nuôi con bò đủ, mẹ đi ngồi nói chuyện đó làm mất cái phẩm giá của mình, mất cái phẩm giá của mình. Điểm nhất, điểm thứ hai nữa, ai cũng biết tôi thì anh, tôi cũng đâu có biết chủ tịch Hồ Chí Minh là cái gì đâu, tôi biết tôi đã nói rồi, và tôi cũng đâu biết cộng sản là cái gì đâu, nhưng mà tôi là người dân con nước Việt,
và hầu như 100 triệu con nước Việt đều nó gọi Bác Hồ bằng bác, thì tôi cũng là bác. Nói nguyên tắc về vật lý thôi. Ông ấy bây giờ năm nay 140 tuổi, 140, mày là con cháu là phải rồi chứ con mẹ nó bây giờ không mày phản mấy ý kiến gì? Mày coi vậy được không? Mày mày so tuổi đi. Phải ông là ông có nội vậy không? Mày là con cháu không? Cái chuyện đó mình cũng không bàn cãi, mà hầu như tất cả mọi người dân đều làm đó. Đi không? Không cần phải bàn cãi, vẫn chẳng cần anh phải chẳng cần anh phải lập hội lập nhóm chi, bởi vì anh không lập hội lập nhóm là chuyện phí, là bởi vì toàn dân đã kêu như vậy rồi mà lập bỏ làm cái gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Đúng. Anh nó làm đúng anh đồng ý là cái ý anh tốt, nhưng mà nó chỉ lợi dụng anh để lên nó chửi ta. À, người ta không bực anh mà người ta bực Nguyễn Tấn Lạc. Đấy, bởi vì chính anh mở cửa nó mới đi vô, anh không mở cửa sao đi vô được. Anh thấy được đó không? Gặp tôi là tôi bớt độ ba tôi đánh thèm nói chuyện với thằng đó là không có chuyện gì xảy ra. Mày cái con mày mở ra mày chửi một mình đi. Thế hay không? Đó là cái đó là một cái mà anh muốn sai lầm mà anh thôi đây. Bởi vì những người dân ở trong đây, trong nước họ rất là bức xúc. Họ không chửi anh, họ chửi kia, nhưng mà họ cũng có một số người giống cái tư tưởng như tôi vậy, vẫn chửi anh luôn, là bởi vì anh là cái bàn đạp để cho nó chửi. Có cớ nó chửi, không có anh lấy gì nó chửi, chửi. Mà nó xúc phạm, mà cả một cái mà tôi biết tôi dốt đặt anh mang, tôi chẳng biết Bác Hồ là gì, tôi chẳng biết, nhưng mà tôi thắc mắc một cái điều, tôi khanh một cái hỏi. Tại làm sao ổng được mấy chục nước trên thế giới để dựng tượng đặt tên đường? Người ta đâu có ngu. Ta có ngu, đất nước họ đâu có ngu, Liên Xô đâu ngu, Hungary đâu ngu, Ba Lan đâu ngu, Cuba đâu ngu, Mỹ đâu ngu, Pháp, Anh, Tây, Tàu đâu ngu. Mà tại làm sao mày nói mày chửi ông, mày hơn được gì? Tao nói mày rồi, dẫn chứng một người mà đại diện cho mày, tao không còn biết là ai. Đủ Nebo lấy ông là chủ tịch chó gì trên thế giới được 20-30 nước á, mà để tên đường á. Đó, thì mà nói chuyện với tao, còn không là dẹp, không nói chuyện. Thế thôi, tôi là vậy, không có ơn đời gì hết. Một là chặt, hai là chém, thế thôi, đụng sậu. Đúng không? anh nói về câu chuyện mà người ta tưởng tượng mà bác đó, thì trời ơi, nói nghe nè, anh nói vậy là tới đây đâu có ai ở trên thế giới này á mà lãnh tụ về quốc gia mà được những người khác bởi vậy đến như vậy đâu, vậy mà nó đè đầu nó chửi hoài à, mà trong khi anh có mình bác đó, mà cái điều vinh dự và cuối cùng thì nó làm bao nhiêu nước họ làm nó như vậy, mà đến cái vinh dự cuối cùng vừa là vừa dốt vừa thiếu kiến thức vừa thứ như con lợn, không biết bất cứ một chuyện gì ngoài đời, không biết bất cứ một gì về lịch sử Việt Nam, mà nói là cái bộ như là thánh vậy đó mà. Nè, bây giờ kể chuyện vui nha, nhưng mà thực okay là tôi nè, anh biết hồi nhỏ năm lớp Địa Thất á, là hồi xưa ở trong cái nhà của tôi ở trong sao ba, tôi ở trong cái sao đường Trần ở đường Trần ở ngoài đường ở đường Chi Lăng, là bây giờ ở biết cái hồ tắm Chi Lăng không? Nhà tôi ở trỏng á, xong cái ông già. Ông già tôi, ông đang nói chuyện với một ông bạn tên là gì, cái gì hồ, nhà thơ không bạn? Cái gì xuân xuân tử, cái gì tử tử ta, cái gì tử tử à? Hai ông hồ bàn tán say xưa, ra ngồi uống rượu đế, hồi thời đó, kêu Vĩnh Toàn Tâm, rồi ok, đang nói chuyện cộng sản với lại tư bản gì, cái mà hồi xưa còn có vụ Tàu Mao, Tàu Tử, tụm lưng tàu ra. Đang bàn tán xung quanh tí tôi buộc mày ba nếu mà cộng sản nó mình hồi cho mình nít mà đâu biết mẹ gì đâu mà nói ba sao nhiều người theo cộng sản, tôi con thấy cộng sản có nhiều cả triệu người theo mà nếu mà người ta không có cái đó là đủ, mà nếu như ba nói như vậy thì sao nhiều người theo với ba. Ông quay lại ông trừng mắt, ông đâu có nói tiếng nào, ông đâu có dễ nghĩa, ông quất tùng bật tay đủ bày bày lớn, mình xem cộng sản á bơm dăng rồi ra tường đủ bác, ông không có dễ nghĩa. Có nghĩa ý tôi muốn nói là hầu như cái lớp cha già của mình, nhớ người mà lớn hơn mình thế hệ trước á, không biết mẹ gì cộng sản cả. Nó sẵn là vậy thôi, tôi quất một bàn tay trời ơi đủ nó tá quá, ông tin kỳ sao tôi tưởng tôi thấy ông tôi chạy luôn, không có hỏi gì cộng sản cũng giết ôi chứ cười lắm đó. Mình phải ở đây á, rồi mình mới hiểu được, rồi mình mới giải nghĩa được cái chuyện đó. Tức là người Mỹ đó, khi họ tuyên truyền mà thù ghét ai đó, họ tuyên truyền rất là giỏi, họ dạy người ta rất là giỏi. Anh người Mỹ nó họ được ở đó, cái vấn đề mà giáo dục của nó họ rất giỏi,
họ là biểu là mấy người cộng sản là lúc thế này nó rất là dữ, mày phải thù hằn nó, mày ghét nó. Tức là không phải đâu, tức là khi họ nói là tất cả hệ thống chính trị tuyên truyền đúng rồi, đây ra tuyên truyền của họ rất là hay. Cái vụ nữa, nhắc cái vụ á, nhắm vào cái vụ anh này, anh trai thống đốc phơi ra mới thị đây đưa vào chương trình giáo dục của cái đấy để là phải thù với cộng sản, anh thấy vô duyên không? Rượu với văn hóa của nước mà hết lúc nào nó cũng đem ra nước ngoài, lúc nào nó cũng đem nó chửi Việt Nam không dân chủ, Việt Nam mà nhồi sợ Việt Nam thì kia, mà anh thấy rõ ràng đó, đây là một cái tác vô mặt của nó, anh thấy rồi kỳ công không? Chưa bao giờ cái thì thế này cái họ thế này này người Mỹ họ là một cường quốc. À, họ là mạnh nhất ở thế giới, họ lại là giàu nhất ở thế giới. Thực ra khi mà họ tự kiêu lắm anh, họ làm cái gì cũng mạnh tay mạnh chân, mày phải nghe lời, mày phải nghe lời tao. Còn nó cũng đơn giản lắm, nó cũng đơn giản lắm, theo tôi nghĩ cũng đơn giản lắm. Có nghĩa là anh nhớ, chẳng qua chúng ta không có cái tinh thần mà tự ái dân tộc. Ê, tôi nói cho anh nghe, tôi nói đơn giản vậy nè, ở trong một cái số thôi, ở trong tôi nói cái hiện tình đất nước Việt Nam thôi. Ở trong một cái xóm thôi, một dãy nhà, cho nên một cái phường đi, cho nên một cái phường đi khoảng chục ngàn nóc gia, trong đó có những nóc gia rất là giàu sụ, bởi vì người ta biết làm ăn, người ta giàu sụ, người ta có mặt triệu, thí dụ vậy, cho như triệu đô đi đại khái vậy. Còn đa số những người kia là công nhân, công viên chức, các cái chuyện sẵn sàng chàng, thì trong một buổi họp vào tổ dân phố hoặc trong buổi họp của cái quê, hoặc là gây một cái quỹ gì đó để cho cúng dự, đại khái nói chung là coi như làm công ích xã hội đi, thí dụ vậy. Cái lời nói của anh á, okay. Người ta đâu có nghe. Lời nói của tôi cũng đâu có nghe, mà thằng công nhân nhưng mà hai thằng địa chủ, cả hai cái thằng có tiền nhiều nhất ở trong đó nói cái đã nghe liền à. Cái lý do tại sao? Bởi vì họ có tiền và họ có quyền. Anh hiểu tôi không? Có nghĩa là họ có tiền là có quyền. Điều nhất là gì? Nếu họ nói đúng thì mình tính tôi à. Đúng thì nghe, không đúng đéo nghe. Mình đéo biết cần, không có cần gì mày có tiền hay không tiền. Nhưng mà đa số những người đó họ biết họ bị lệ thuộc lệ luật tư tưởng á, đủ ngồi nghĩ đủ nó giàu quá vậy chắc nó có lý, chắc nó đúng thôi, mà chưa phải là chắc chắn, nhưng mà cứ như thấy là đủ chắc ở ha vậy đó. Có người như mình là vậy đó, thành ra bị đó. Nói một cách khác bằng cờ quốc tế cũng vậy, kể cả là Mỹ, thằng Mỹ nó quá giàu và nó có tiền, anh nói tôi nói không, có nghĩa là khi nó nói ra nó muốn làm cái gì đó thì bắt đầu nó chơi chính trị trước, tức là nếu đi trên như kiểu là nó quần ở trong nước nó trước, có nghĩa là khi nó đưa ra ý kiến đó thì trong nước nó phải ủng hộ thì nó mới làm được, thì nó mới thông qua chiến tranh, nó mới thông qua quốc hội được, đúng không? Đấy đó, thì ra gọi là cái mũi tuyên truyền của nó y chang anh nói thôi. Bây giờ bằng chứng là Florida đó, đồ má nó có một lúc học đưa vô chương trình để thù ghét cộng sản, vô duyên đồ khổ tào lao.